Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại siêu thị mô tô xe máy Phương Nam nè anh chị các bạn. Đấy, cũng như là cập nhật cho anh chị mình những dòng xe trong cửa hàng nha anh chị các bạn. Ở cung tay và tay ga đủ loại luôn. Cửa hàng thì ở địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Ở trong khi lát nay em quay á, thì anh chị các bạn mình nếu mà thích dòng xe nào mình cần mua thì có thể liên hệ qua hai đầu số điện thoại trên màn hình hoặc đến địa chỉ cửa hàng giúp em nha. Đó, đây thì mình sẽ gặp anh chủ cửa hàng nè. Đấy, anh Thắng nha. Rồi. Hello, xin chào quý anh chị em mình. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu xe cho cả nhà mình nha. Xe thì nói chung thì bán cũng rất là nhiều, mà xe thì còn cũng rất là nhiều luôn các bạn, đa dạng xe luôn, đủ loại luôn. Bên cửa hàng em thì nói chung là rất nhiều những dòng xe, anh chị em mình mà ai có nhu cầu mua ủng hộ em nhé. Thế đi vào đây thì hôm nay thì em mới Mỹ thì giới thiệu với cả nhà mình những dòng xe côn tay . Và đặc biệt hơn, bên em là có bán hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì chỉ cần chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới. Xe dưới 40 triệu mình không cần trả trước nhé. Và bên em có bán online cho anh chị em ở xa không có điều kiện tới. Online cho em thì chỉ áp dụng cho tiền mặt, chứ hồ sơ trả góp chưa có làm thủ tục online được cả nhà nhé. Thì mua trả góp, mua online như thế nào thì anh chị em mình cứ nhắn tin qua Zalo, em sẽ hướng dẫn phương thức mua bán và đặt cọc. Thì đặt cọc cho em, ví dụ những cái xe như này, đặt cọc cho em chỉ 3-4 triệu là em sẽ ship xe đi cho anh chị em mình. Đó. Đi vào đây thì em sẽ giới thiệu từ trong này ra. Thì ví dụ như bên cửa hàng còn những cái dòng xe tay côn như là Ed đây. Ed này thì đang giảm sâu 1.9 triệu như một xe luôn. 44.900 là phiên bản 155 này, biển số 36 này. Dạ, giảm 1.9 là còn có 43 triệu này. Và con này mới về luôn. Xem biển số đâu này. Biển số 77. Con này là phiên bản Mobita 32.900. Dạ. Thì con xe này thì hiện tại em báo giá trực tiếp luôn. Xe nào bớt thì em sẽ đọc giá giảm giá cho anh chị em mình nhé. Là 32.900 cả nhà nhé. Rồi sang đây nữa là một con này là đã có hồ sơ 25.900. 25.900 cả nhà ơi. Đó. Rồi tiếp sang đây là biển số 95, 26.900. Đó, đời 2018, con này được giảm 1.9 triệu nhé. Là còn có 25 triệu này. Xin tời, hôm nay thấy còn trống trống rồi các bạn. Trống. Đó thì nói chung là kỳ này được anh chị em ủng hộ rất là nhiều. Thế là xe thì bữa hôm nọ vừa rồi là rất là nhiều Ed 150. Mà bữa nay thì còn số lượng nó cũng có giới hạn thôi. Anh chị em nào mua thì ủng hộ em nhé. Biển số 36 đời 2017 25.900, giảm 1.9 triệu còn 24. Biển số 73 25.900. Đời 2017 giảm 1.9 triệu là còn 24 tiếp này. Đó. Và đây có một chiếc này mới về xong. Màu đỏ đen. Bán cho anh em mình là 24.900 nhé. Em cập nhật giá trực tiếp luôn. 24.900. Biển số 66 Đồng Tháp nhé. Xe nói chung là rất chi là ok, máy móc thì êm zin. Các bạn anh chị mình trong khi xem mà cần mua dòng xe nào á, mình xem chưa rõ chưa kỹ á, mình có thể chụp màn hình xe đó lại và gửi qua số điện thoại Zalo trên màn hình nha anh chị các bạn. Và tiếp theo đây sẽ có video cho anh chị mình xem xe đó lại cho nó rõ hơn. Con này là 25.900, biển số 36. Đời 2017, con này cũng được giảm 1.9 triệu còn 24 này. Và tiếp theo sang đây, 25.900, biển số 66 nữa. Con này cũng được giảm còn 24 triệu. Nói chung là Ed 150 bên cửa hàng bán cái giá nó dao động khoảng 24 triệu. Đó, và đây một chiếc này là Sonic. Sonic này thì đời 2020 bao hồ sơ 39.900 cho anh chị em mình nhé. Và Sachia. Sachia thì còn một chiếc Sachia. Biển số 62 Long An 23665. Thì con này giá của nó là bao nhiêu nhỉ? Giá của nó là 38.900. 38.900. Rồi sang đây là những cái dòng như là Ed 135, bên cửa hàng còn duy nhất một chiếc bán xả 15 triệu. Đời 2013, biển số Tây Ninh. Và một chiếc Acelo này là 10.900 và cũng được giảm 1.9 triệu luôn. Còn ở đây thì em có một con Uy 8 triệu, xe này đổi của khách, máy móc cũng rất chi là ok. Êm. Đó. Con này mấy triệu anh? 8 triệu. 8 triệu. Còn bên đây là 9 triệu nha các bạn. Acelo 9 triệu nha. Đó. Còn AB này thì 10.900 cũng được giảm 1.9 triệu. Bữa hôm nọ còn một cặp bán một con rồi. Con này biển số thành phố. Máy móc rất là êm nhé.
Và ở đây em có một con lít là 23.900.000 màu đen nhám, biển số 93 Bình Phước, Honda Lít nha các bạn. Đây nha. Đấy. Có bê đầu bò này sao anh? Con đó khách cọc rồi. Cọc rồi hả? À, rồi đây, ở đây có một chiếc là biển số 29.900.000. Thì con này là Amok, là full áo Ý nhá. Xe máy móc cực kỳ là ok luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo đây là con Liberty này. 30 biển số 37, 13.900.000 mà em đang giảm giá là 2 triệu, còn 11.900.000 này. Đó. Rồi, mình tiếp theo thì mình xem lô Winner X bên kia đi anh. Winner cái ha. Tay ga còn nhiều lắm nha các bạn anh chị. Rất là nhiều, anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Winner V1, V2 được đó, bên đây này các bạn ơi, Winner X ha. Rồi. Đây, bản V1 thì đây ạ. Và ở đây em có một chiếc Sirius. Cái này xe này là đổi của khách thôi. Cái con này là biển số 93, giá là 10.900.000. Máy móc thì ok hết nhé cả nhà nhé. Alo. 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 Con Winner này các bạn. Thông tin ghi trên đây ha, 26.900.000, đời 2018. Ừ, nghe đây. 68 nha anh em. 68 Kiên Giang ha. Đó. Đúng rồi. Con này biển số 68 nhé. Dạ. Xíu nó điện lại cho mình đi, đang quay dở cái video xíu nhé. Biển số 68, con này là 2018, 26.900.000. Dạ, dạ. Thì Winner thì bên cửa hàng cũng đang áp dụng giảm giá cho anh chị em mình nhé. Và bây giờ là con này là biển số 68 C1 2017 màu cam đen, 24.900.000 thôi. Đó, có 24.900.000, rất là rẻ đúng không? Rồi tiếp theo sang đây là con này là biển số 83 2017 26.900.000. Và con bên đây là biển số 84 cũng 26.900.000 luôn. Đó, dòng Winner thì nó 23 24 triệu đã có xe rồi nhá. Và rồi đây tiếp theo sang đây, cái này là mới về luôn, biển số 65. Đó, con này 25.900.000. Và con bên kế bên con biển số 62 cũng 25.900.000 luôn nha cả nhà nhá. Con này biển số 62 25.900.000 luôn. Máy móc thì ok, bao zin cho cả nhà mình luôn, xe có bảo hành cho anh chị em mình nhá. Đó, con này biển số 37 26.900.000. Con này cũng được giảm 1.900.000 này. Con nào giảm thì em sẽ đọc giá lên đây giảm giá nhé cho anh chị em mình. Đấy, Winner còn rất là nhiều nha các bạn ơi. Ngoài này nữa nè. Đây có GTR luôn các bạn. Cho biết trong GTR thì còn một chiếc màu đen nhám phiên bản đặc biệt. Đây ạ. Thì nó dính keo thì. Con này Winner màu đen nhám nha các bạn ơi. Ừ. Con này ôi. Cái dính gì đấy. Con này giá của nó là 26.900.000. 26.900.000 phiên bản đen nhám cả nhà nhé. Màu xanh đen là phiên bản đặc biệt nhé, xe rất là đẹp luôn. Con này là cũng 25.900.000 thôi. Còn GTR. GTR thì đang giảm giá rất là sâu, xả lỗ cho anh em 38.900.000 mà xả tới 3.900.000 luôn. Đó. Giảm giá luôn. Bữa rồi, còn hai chiếc, giờ còn con chiếc nha các bạn. Rồi, tới Winner X nè các bạn. Winner X thì bắt đầu từ ngoài luôn đi anh. À, phía trong này cũng còn nha các bạn, chịu khó từ nha. Rất là nhiều Winner X luôn nè. Winner X đây ạ. Winner X đây như con này. Là con này là biển số 93 Bình Phước, 32.900.000 cho phiên bản ABS đời 2020. Đó, 2020 ABS nha cả nhà nhé. Và tiếp theo sang đây là con này là phiên bản là 2020 biển số 75 cũng ABS luôn, 32.900.000 luôn. Dòng Winner bên cửa hàng vẫn đang được giảm giá 1.900.000 cho một xe nhé. Tiếp theo đây nữa, 2019 28.900.000 cho phiên bản CVS biển số 68 Kiên Giang. Rồi siêu là cọp đây, 29.900.000 cho phiên bản 2020 ABS. Tiếp theo đây phiên bản này là 31.900.000 biển số 95 cả nhà. CBS 26.900.000. Rồi ABS đây nữa là con này 32.900.000 nhá. 32.900.000. Ngoài ra thì trong này thì còn rất là nhiều xe.
Đây thì em sẽ ví dụ như phiên bản CBS màu đỏ này. Đó, con này là bán là 28.900 này. Mới về xong, chả nhớ biển số đâu. Biển số 86. Đó. Và phiên bản đường đua đây. Màu đỏ đen. HLC. Con này 32.900. Và sang đây là một con nữa là phiên bản ABS 30.900 là bao hồ sơ. Có hồ sơ sẵn rồi. Và ở đây có một con màu cam đen 27.900 mà được giảm 1.900.000, còn 26 triệu biển số 29 Hà Nội. Dạ. 26 triệu là có xe rồi. Biển số 86 tiếp là 28.900 là 2020. Đó, con này 30.900. Con này là nó treo lộn cái đấy này. Con này ABS nha các bạn. Con này không phải là ABS. 86. Biển số 36. Đấy, 30.900 nhé. 30.900. Rồi ok. Tiếp theo thì mình giới thiệu thêm mấy con tay ga này đi anh. Novo này giá sao anh? Novo thì bên cửa hàng bán đồng giá là 11.900 một chiếc. Thì có biển số là 61 này, 67 này, 48 này, 60 này và con trong cùng là biển số 67 này. Đồng giá nha anh chị các bạn ơi. Đồng giá hết nhá. Rồi ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất nhiều những dòng xe. Thì hôm nay em với Mỹ thì chủ yếu là giới thiệu những dòng xe tay côn cho anh chị em mình. Xe khoảng trên dưới 30 triệu một chút. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua xe, cần hỗ trợ về trả góp thì anh chị em mình cứ chuẩn bị cho em chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân tới cửa hàng nhé. 15-20 phút là nhận xe thôi, cũng không gây phiền hà gì cho anh chị em mình cả. Lãi suất thì cực kỳ là ưu đãi. Đó, thì cả nhà mình ủng hộ em thì tới địa chỉ nhé. Hoặc là nếu ở xa không tới được thì nhắn tin qua Zalo cho em. Em sẽ báo giá chi tiết hơn và em sẽ hướng dẫn phương thức thanh toán làm sao hoặc đặt cọc làm sao để cho nó đảm bảo an toàn cho anh chị em mình nhé. Ok, em xin chào cả nhà mình. Rồi, cảm ơn anh. Bên cạnh thì dòng xe tay ga nè anh chị các bạn mình cũng đã thấy ha. Anh chị mình thích dòng xe nào, nhu cầu mình cần mua thì có thể liên hệ hoặc bình luận bên dưới nha anh chị các bạn. Clip sau em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn mình những dòng xe mà anh chị các bạn mình cần tìm nha. SH thì đủ loại luôn, SH Việt và Ý đều có đủ nha anh chị em mình ơi. Rất là nhiều luôn. Thì em có thể đọc lại địa chỉ cửa hàng là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Và số điện thoại thì em có để trực tiếp trên màn hình đó. Anh chị các bạn có thắc mắc nhu cầu an tâm gì á, có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình để được tư vấn thêm ha. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.